Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Hoạt động của các loại tội phạm hình sự gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất, mức độ phạm tội. Với quyết tâm bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, tăng cường tuần tra kiểm soát, ghi nhận tại huyện Vĩnh Cửu. Theo đánh giá của Công an huyện Vĩnh Cửu, thời gian qua tình hình tội phạm vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu còn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, nhóm tội phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm như cướp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm đánh bạc. Các nhóm tội phạm hoạt động lưu động gây khó khăn cho công tác đấu tranh phòng chống. Trong 3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã điều tra làm rõ 8 vụ 8 đối tượng, phát hiện 28 vụ gần 100 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Về cái tội phạm cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản và tội phạm về cho vay nặng lãi xảy ra trên địa bàn là cũng còn diễn biến phức tạp xảy ra, thì đặc biệt là ở một số cái địa bàn trọng điểm như là ở thị trấn Vĩnh An, ở Thiện Tân và ở Thành Phú. Đối tượng Trương Khánh Duy sinh năm 2004, ngụ tỉnh Cà Mau mới bị Công an huyện Vĩnh Cửu tạm giữ để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, Duy đã mượn xe mô tô và giấy tờ xe của chị Dương Thị Như, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu về phòng trọ của chị ruột ở Bình Dương lấy giấy tờ xin việc. Và Duy đã đem xe đi cầm với giá 14 triệu đồng lấy tiền tiêu xài cá nhân. Do không có khả năng trả tiền để chuộc xe nên Duy đã đến tiệm cầm đồ trên bán xe với giá 17 triệu đồng. Kết quả định giá tài sản xác định xe mô tô của chị Dương Thị Như có giá trị tài sản thiệt hại tại thời điểm xảy ra vụ việc là 25 triệu đồng. Cũng là sự tin tưởng bên bị hại, thì em có mượn xe để mà đi công việc thì bị hại cho mượn xe. Trong quá trình cá nhân thì cũng thiếu thốn, nên là em suy nghĩ quyết định là cầm xe của bị hại. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, lực lượng Công an huyện Vĩnh Cửu tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, chú trọng và tập trung đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo băng ổ nhóm liên quan đến cho vay nặng lãi, bảo kê, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Hiện đồng bộ các cái giải pháp để nhằm kiềm chế cũng như là phòng ngừa và xử lý các cái loại tội phạm về hình sự và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý trên cái từng địa bàn của xã và cũng như là trên địa bàn huyện, và đặc biệt là những cái địa bàn mà trọng tâm và trọng điểm phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Cửu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân biết, tự chủ động phòng ngừa và tố giác tội phạm.